Mercedes có thể không còn là vua của những dòng xe sang cơ bản ở Việt Nam, nhưng những chiếc xe của Mercedes vẫn là gì đấy cực kỳ ấn tượng trong số lòng của người dùng Việt Nam. Ngay cạnh mình đây là một chiếc xe Mercedes đang có mặt tại Ô tô Gia Huy, cụ thể là một chiếc xe Mercedes thuộc dòng C-Class, và đây chính là một số hình ảnh về em nó ngay bây giờ. Và đó chính là một số hình ảnh về chiếc Mercedes C-Class, cụ thể là Mercedes C200 phiên bản Class Model 2019 sản xuất cuối 2018 đang có mặt tại Auto Gia Huy. Một chiếc xe cực kỳ đẹp cũng như ấn tượng và phù hợp cho những anh em mê sedan với form thiết kế đời mới. Hãy cùng mình tìm hiểu nhanh các option cơ bản đang có mặt trên chiếc Mercedes C200 bản Class này ở Auto Gia Huy nha. Như em thấy thì ở trên phiên bản này chúng ta vẫn có cho mình hệ thống đèn LED cực kỳ đẹp cũng như bắt mắt ở trên chiếc xe. Hệ thống đèn LED này sẽ là LED High Performance. Còn lại thì chúng ta để thấy là chiếc xe có thiết kế form dáng cực kỳ đẹp bắt mắt, rất giống với những dòng Mercedes 300 model tiệm cận cùng với em nó. Ngay đây chúng ta sẽ có phần la răng cực kỳ đẹp cũng như ấn tượng, la răng kích thước lên đến 17 inch, 5 chấu phay kép cực kỳ đẹp cũng như bắt mắt, với tông màu chủ đạo là màu titan sẫm ngay đây luôn. Anh em để thấy lốp Michelin, phần lốp này anh em mà mua xe về chạy thì chắc chắn là chưa phải thay đâu, phải một thời gian dài nữa cơ. Ngay đây thì chúng ta để thấy lên xe thì chúng ta đã có là gương chỉnh điện tích hợp với phần đèn LED báo rẽ ở trên chiếc xe này rồi. Toàn bộ phần viền cửa xe thì như nhà Mercedes luôn luôn phải có mạ chrome trên chiếc xe. Xe thì đã sử dụng Smart Key rồi anh em ạ, nên là thành ra khởi động xe cũng như cầm chìa khóa chiếc xe này thì cực kỳ thuận tiện khi anh em trải nghiệm cũng như lái. Đến đến phần đuôi xe ngay đây, anh em có thể thấy được đuôi xe cũng có trang bị hệ thống LED luôn. Và chiếc xe này có thiết kế tổng quan cực kỳ ấn tượng, kể cả trước lẫn sau. Một thiết kế cực kỳ sang trọng, trẻ trung, phù hợp với những anh em tuổi teen hoặc là thanh niên đang muốn sở hữu cho mình một chiếc xe Mercedes. Đó, không gian cốp, phải gọi là một không gian cốp vừa phải vừa đủ về cái chiều sâu cũng như là cực kỳ phù hợp những anh em trẻ khi mà anh em đi du lịch hay là chơi cả thể thao, thì đây sẽ là một không gian cốp đủ để cho tất cả những em bộ môn thể thao mà em chơi cũng như là những chuyến du lịch ngắn ngày trên chiếc xe này rồi. Đó. Và đấy là tổng quan về phần ngoại thất cũng như tất tần tật về chi tiết bên ngoài của chiếc Mercedes C bản Class Model 2019 đang có mặt tại Ô tô Gia Huy. Và hãy cùng mình tiến sâu vào trong nội thất để xem trong nội thất của em nó thì những option gì đang được trang bị trên chiếc Mercedes C200 Class này nhé. Tiến vào trong không gian nội thất, điều đầu tiên anh có thể thấy được đó chính là khu vực nội thất phía trước cũng như phía sau chiếc xe. Không gian nội thất vẫn còn rất chi là mới, chủ xe bảo quản rất chi là tốt. Phần da phải gọi là căng phồng cũng như là ngồi về trải nghiệm trên chiếc ghế này thì cực kỳ ôm form với cơ thể mình luôn. Ở ngay phần bệ thì tay trung tâm thì chúng ta vẫn có thể thấy được là xe được ốp phần gỗ sần màu đen cực kỳ đẹp, bắt mắt, sang trọng nữa. Trên hết thì ở trên phiên bản này chúng ta sẽ có phần vô lăng là bọc phun da tích hợp lấy chuyển số thể thao ngay sau. Vô lăng phun da thì sẽ đưa cho chúng ta một cái trải nghiệm lái cũng như là trải nghiệm ngồi ở khoang ghế vị trí là người sở hữu xe cực kỳ tốt cũng như là thoải mái. Điều đặc biệt hơn khi mình nói phiên bản Class sản xuất cuối 2018 model 2019 đó chính là chúng ta sẽ có hệ thống loa Burmester AUX trên xe rồi. Nhiều anh em không biết thì khi những chiếc xe sản xuất ở phiên bản từ giữa năm đến đầu năm thì chúng ta sẽ chưa có hệ thống loa Burmester trên phiên bản Class này mà phải lên EQSIP thì bây giờ chúng ta phải có. Về phần ghế thì chúng ta sẽ có chỉnh điện, tuy chưa có nhớ ghế nhưng mà chỉnh điện đã là một cái tính năng khá là phù hợp trên xe rồi. Nhiều anh em thì thường không sử dụng nhớ ghế cho mấy. Ở khoang ghế sau thì chúng ta có thể thấy được là xe được trang bị hệ thống rèm điện sau cũng như hai bên đều đã có rèm cơ phù hợp nhất trên chiếc xe này. Không gian ngồi phía sau cũng cực kỳ rộng rãi cũng như là thoải mái. Trên hết thì phần da phía sau anh em phải để nhìn qua luôn, phần da vẫn còn tương đối và khá là mới. Xe thì đã được trang bị đầy đủ những tính năng cơ bản như là cam lùi hay là phần màn hình giải trí thông minh tích hợp với Bluetooth, Apple CarPlay cũng như là Android Auto trên chiếc xe thì chúng ta đã có. Hệ thống chạy trên chiếc xe thì chúng ta có thể nói về 5 hệ thống chạy cơ bản trên chiếc xe, và trên hết chiếc xe sử dụng hộp số 9 cấp thay vì 7 cấp như những dòng xe cùng thế hệ nhưng mà sản xuất trước đấy, như mình nói là từ đầu năm đến giữa năm của 2018 rồi. Và đó là tổng quan tất tần tật về không gian nội thất của chiếc xe mà anh em có thể thấy được. Về một chiếc xe sedan thì đây chắc chắn là một lựa chọn cực kỳ thú vị cũng như đáng tiền để sở hữu cho mình một chiếc Mercedes đến từ Đức với mức giá 750 triệu đồng. Và hãy cùng mình ra ngoài xe để nhìn lại tổng quan một vòng chiếc xe lại lần cuối nhé.
Ok, và để kết thúc video thì chắc chắn chúng ta sẽ đến với phần là nhìn lại một vòng xe ô tô này, mức giá cũng như những chính sách ưu đãi mà ô tô Gia Huy mang đến cho những người khách hàng của mình nhé. Và đây là chiếc Mercedes C200 phiên bản Class Model 2019 sản xuất cuối 2018 đang có mặt tại ô tô Gia Huy. Điều đặc biệt thì phải nhắc lại thêm lần nữa, xe hộp số 9 cấp thay vì 7 cấp và đã được trang bị hệ thống loa âm thanh giải trí là Boomaster trên xe rồi. Chiếc xe đang có ô tô như em có thể thấy trên màn hình cùng với mức giá ấn tượng là 750 triệu đồng. Và để sở hữu chiếc xe này ở Auto Gia Huy, có khi anh em chưa cần cầm 750 triệu để sở hữu đâu. Vì Auto Gia Huy hỗ trợ anh em banh từ 50 đến 85% giá trị xe cũng như lãi suất là 11 đến 12% trên một năm. Và với lãi suất như thế thì anh em có thể trả góp tối đa đến hơn 5 năm cho một chiếc xe Mercedes C200 như thế này. Trên hết thì khi mà anh em mua xe qua nền tảng TikTok, YouTube hoặc các mạng xã hội khác của Auto Gia Huy thì anh em sẽ được hỗ trợ 100% thuế trước bạ cho tất cả dòng xe đã được up lên các kênh ở trên đây. Và nếu như anh em có nhu cầu mua xe thì có thể qua ngay địa chỉ bên dưới là số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, hoặc liên hệ hai số hotline đang ở hiển thị trên màn hình. Anh em sẽ được tư vấn cụ thể và chính xác nhất về mức giá, bởi vì 750 triệu chỉ là mức giá chào. Chúng ta đều có thể xông xênh và sóng sánh hơn một chút về mức giá cho chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.